Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator Ngày hôm nay chúng ta có hai vị khách rất là đặc biệt Và chúng ta cái nội dung cũng rất là khá là thú vị Anh Lúc Nhân Ly là tổng giám đốc của Sun Life Và anh Tuân Lê là giám đốc sáng tạo của Lab Sài Gòn Trước khi chúng ta vào cái chủ đề hôm nay ấy, Thì sẽ có một số các cái câu hỏi nhanh cho các anh Bắt đầu với anh Lúc trước À, hai người gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Lần đầu tiên anh gặp Tuân là thấy một cái bài báo về Tuân và lúc đó có một cái project muốn làm thì thấy Tuân làm cái đó, cái project của Tuân rất là hay thì mới tới cái cái chỗ của Tuân để để gặp Tuân. Thì là cái đó là lần đầu tiên mà gặp Tuân. 2013 ở quán coworking cafe của Tuân. Ấn tượng đầu tiên về nhau là gì, anh Tuân trước? Thực ra ấn tượng đầu tiên là tôi nghĩ là scam cho nên là tôi rất nhiều lần mọi người muốn gặp nhưng mà tôi không gặp tại vì nghe của công ty bảo hiểm tại sao mình lại gặp với mình làm cái gì cho nên là tôi từ chối vài lần. Yeah. Yeah. Tại Là đúng vậy, uh, muốn gặp Tuân mà không gặp được rồi tới một lúc đó mới tới cái chỗ của Tuân thì mới gặp được Tuân mà nói chuyện với Tuân thì cái mặt của Tuân rất là lạnh nhưng mà briefing cho tuân xong rồi thì cũng không biết là tuân có hiểu hay không uh, ừ. tại không có reaction gì hết uh, <laughs> rồi nhưng mà khoảng 2 tuần sau lúc mà yeah. tuân trở lại với lại cái proposal thì lúc đó mới biết là tuân đã hiểu uh, Nếu mà anh phải miêu tả Sun Life về 3 từ thì anh sẽ dùng 3 từ gì? Anh nghĩ là uh, ý tưởng, uh, ý nghĩa và sáng tạo Ba từ mà anh miêu tả Sun Life ba 3 từ gì? Chắc là sẽ là văn hóa cộng đồng cũng sáng tạo đâu là những innovation trong ngành bảo hiểm mà Sun Life mong muốn mang lại cho người Việt Nam? Anh nghĩ cái mà Sun Life muốn làm là cái trải nghiệm của khách hàng nó rất rất là khác. À, thì giống mình tạo ra cái The Lasso Sun Life flagship là một cái nơi mà vừa tiếp khách hàng, tiếp một cái khách khác khách hàng không có tới để sắp hàng thì mình sẽ đến khách hàng để mình uh, lo dịch vụ cho khách hàng ừ. uh, và một cái chỗ mà mình có thể relax với một cái F&B của BEX và nó có một cái không gian cho triển uh, lãm và văn hóa nữa thành ra đó là cái cái combo của ba cái element của cái cái gì mình làm là đó cái là một cái gì sáng tạo của Sun Life. À những dự án Delaço hoặc là White Lounge thì có ý nghĩa như thế nào đối với cả Sun Life? Anh anh nghĩ mỗi cái là một cái ý nghĩa khác nhau. Cái White Lounge là một cái uh, tạo ra cái cảm hứng cho nhân viên của Sun Life và đối tác của Sun Life. À cái đó là cái. À, văn phòng chính của Sun Life Còn cái De La Soul, Sun Life Flagship là muốn tạo ra cái, một cái cảm hứng, một cái ánh sáng cho khách hàng Nó. Còn đối với Lab? À, đối với Tuân, De La Soul là một cái cơ hội để cộng đồng sáng tạo à, những người yêu nghệ thuật, yêu văn hóa có thể có một chỗ để kiểu uh, trao đổi, để uh, trao dồi uh, và chill, relax 10 giờ sáng ngày Chủ nhật thì anh đang ở đâu và làm gì? Chủ nhật sáng anh luôn luôn sẽ chạy bộ ở ngoài À, sẽ chạy bộ, <laughs> chạy lâu ở ngoài rồi xong à. á sẽ từ từ đi bộ tới một cái quán nào đó đi ăn sáng à, thì mỗi tuần sẽ kiếm một cái chỗ khác nhau để ăn sáng một cái chỗ rất là local à, ừ. mà rất là ngon, rất là thiệt đó, thì thường 10 giờ sáng sẽ thấy anh đang ăn Rất là chiều còn anh có vẻ là không chạy ha <cười> 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 Không, tuần là đi bộ, à, dắt chó đi bộ và sau đó uống cà phê với vợ Gần đây thì vợ à, anh có đọc cuốn sách hoặc là bộ phim nào hay không? À, tôi mới đọc cái creative confidence của founder của IDEO David Kelly thì uh, cuốn sách đó nó rất là hợp với lại cái mà mình đang nói chuyện ngày hôm nay nếu mà mình có một cái uh, sự tự tin về sáng tạo hay là tư duy sáng tạo của mình thì mình có thể làm bất cứ mọi việc gì còn anh thì nó có cái cuốn sách mà thừa ra anh đọc đi đọc lại rất là nhiều uh, nó tên là the greatness guide của Robin Sharma thì ừ. cái cuốn đó nó rất là hay, nó mỗi cái chapter của nó chỉ một hoặc hai trang thôi, nhưng mà nó sẽ cho mình mấy cái suy nghĩ về cuộc sống, về cái cách nào mà mình có thể làm tốt hơn thì anh sẽ luôn luôn lâu lâu, lâu sẽ đọc lại cái cuốn đó tại mỗi lần mình đọc lại mình thay đổi thì nó sẽ anh sẽ lấy được một cái gì khác từ cái cuốn sách đó. Ừ. Thành ra cái rất một cái cuốn sách mà nó sẽ mãi mãi đi với anh. Vâng, rất là cảm ơn các anh. Ừ. À, chắc là chúng ta bây giờ đi vào cái chủ đề chính nhưng mà em rất là tò mò trước khi mà đi vào những câu chuyện về business thì uh, hai anh cũng là những người đã sống ở nước ngoài một cái thời gian rất là lâu và cũng quay trở lại Việt Nam và làm những cái thứ rất là mới mẻ và rất là sáng tạo thì không biết là cái mission của các anh khi mà quay về đây mà làm và những cái công việc hàng ngày bây giờ các anh đang làm thì cái mission của các anh là là cái gì anh nghĩ cái mission của anh là có thể đem được một cái gì mới vào thị trường Việt Nam anh nghĩ cái đó là cái goal đầu tiên của, của anh Mà cái đó là cái gì mà nó làm cho anh có cái suy nghĩ Tất cả ý tưởng, sáng tạo Thì thường để có được mấy cái đó Nó phải có một cái ultimate goal của mình là cái gì Thì đối với anh lúc mà trở về Việt Nam Anh thấy Việt Nam của mình có rất rất là nhiều cơ hội Thì anh muốn ở đâu đó đóng góp một phần nhỏ ở trong trọng Về từ văn hóa tới uh, bảo hiểm Về cho khách hàng tất cả mấy cái đó thì anh nghĩ cái đó là cái 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 quan trọng nhất của anh. Tương thì từ trước đến giờ công việc thay đổi khá nhiều. tuy nhiên cái mission là vẫn được xem là xây dựng một cái cộng đồng nhất là cộng đồng sáng tạo. 2013 khi tuân về thì là cái coworking cafe uh, nó mang một âm hưởng kiểu sáng tạo thiết kế. sau đó đến the lab cũng là một cái nhóm người sáng tạo làm việc chung với nhau. và ừ. mỗi lần mà làm việc với Sun Life hay là những cái project khác của anh Luke cũng cố gắng đem cái yếu tố uh, community vào trong đó. Ừ. đó là cái quan trọng đối với tôi bọn anh thì đúng là đang kết hợp giữa hai cái ngành nó khá là khá là khó để mình hình dung và có thể kết hợp bắt tay được thì đây thì nếu mà xem qua những cái mà dự án của các anh đã làm mà không phải chỉ những cái dự án mà hiện tại đang có nhưng mà những cái ngày xưa các anh cùng đều bắt tay làm ấy thì cái khởi đầu nó đến từ đâu tại vì nó rất là khó để kết hợp chẳng hạn như là bảo hiểm nhân thọ và kết hợp với cả creative thì làm sao chúng ta có thể kết hợp được mà làm sao mà chúng ta đặt lên bàn những cái chủ đề như thế này để bàn được Bố anh có thể chia sẻ cái ngày đầu tiên mà quý vị anh đưa cái chủ đề này ra và thực hiện cái dự án là, là, như thế nào giống nãy anh 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 kể là lần đầu tiên mà gặp tuân là tuân rất là lạnh và có thể họp một tiếng đồng hồ để anh lúc đó anh rất rất là excited với cái ý tưởng mà có mà nói ra ý, chia sẻ với tuân thì tuân cứ ngồi y như vậy thôi <laughs> cho một tiếng đồng hồ thì nhưng mà hai tuần sau lúc mà tuân trở lại với cái proposal của cái đó thì lúc đó anh mới thấy được là tuân là một người mà có thể đem cái gì nó trong đầu của anh ra lên một cái tờ giấy ừ. và xong cái project mình execute nó ra giống như hoặc còn hay hơn cái gì mà nó nó có trong đầu của anh thì anh nghĩ cái đó là cái gì mà nó rất là quý với anh à, tại anh thì anh sẽ có nhiều ý tưởng nhưng mà anh chưa chắc có cái khả năng để bỏ nó lên một cái thời gian thành nên ừ. mình phải cần một cái người mà làm việc chung với mình mà nó nó complement với nhau thì nó là như vậy đó giống như, giống hồi sáng anh 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 đọc cái cái uh, một cái bài viết về Elton John ổng xong cái uh, cái cái farewell tour của ổng sau 50 năm ở uh, ca thì ổng với Bernie Taupin là một người viết nhạc một người viết lời thì hai ừ. người năm chục năm nay là nó là như vậy uh, thì nó mới ra được mấy cái bản đó thì anh nghĩ ở đâu đó trong cái career của mình mình sẽ luôn luôn cần một cái người mà có thể compliment mình thì anh nghĩ anh với tuần 10 năm nay là nó play được hai hai em play được cái role đó với nhau. Yeah. Yeah. đối với tuân thì bất cứ cái industry nào cái lĩnh vực nào cũng có thể dùng cái sự sáng tạo trong đó để làm cái công việc nó tốt hơn. những cái industry nào mà Miro càng thấy kiểu không liên quan đến sáng tạo càng cần cái sự sáng tạo ấy. cho nên là đối với tuân khi mà uh, bảo hiểm nhân thọ đến với một cái đề tài đó thì nó rất exciting với một người sáng tạo. Yeah. mình có thể cộng được cái giá trị gì cho cái ngành đó. Nhưng mà có vẻ như là cái khởi đầu của các anh không được thuận tiện lắm, tại vì ừ. anh vừa lạnh vừa không nói vừa vừa không cười. Yeah, yeah. Còn làm sao bọn anh vẫn duy trì được 10 năm nay? Làm yeah. sao break được cái thời gian và lúc mà... không làm... hỏi tuổi? <laughs> <laughs> sao Sao cái proposal lúc mà nó ra cái đầu tiên nó thành công rồi, rồi làm cái thứ nhì, làm cái thứ ba, mà mỗi lần làm, giả dạ, trị giống cái lần đầu tiên là một cái project về một cái không gian một cái dịch vụ khách hàng và mấy cái sau là nhiều khi mình làm về video clip, mình làm về mấy cái mấy cái quà tặng cho khách hàng hay là gì thành ra nó không phải là trong một cái loại uh, project mà nhiều project khác nhau mà ừ. mỗi lần đều nó ra mình ra được một cái gì sáng tạo, để một cái gì mới tới thì lúc đó nó càng build được cái trust với nhau đó. Thì anh nghĩ là vì vì cái kết quả. Dạ, yeah, đúng rồi. Lúc đầu tiên nó không có được thuận tiện vì kiểu chưa có cái trust sau đó thì project này qua project nọ thì cái trust nó, nó cộng dòng ấy, nó cumulative cái ừ. càng lúc mình có thể càng làm những cái việc lớn hơn thực ra là đối với cả một tổng giám đốc của công ty bảo hiểm nhân thọ ấy, thực ra là một con người thông thường như em chẳng hạn thì em sẽ hình dung con người đó là phải manage tất cả những kiểu là tài chính rồi là nhân sự rồi là các thứ chứ không phải là ngồi để suy nghĩ và đưa ra ý tưởng mới mà đây lại có một cái sự kết hợp giữa các anh và nó là mang những cái dịch vụ những cái trải nghiệm cho khách hàng của mình thì ví dụ bọn anh thì lấy sẽ lấy ý tưởng từ đâu Bọn anh sẽ dùng cái gì trong lúc nào mà bọn anh lấy ý tưởng mới như vậy? Anh ấy thì thì thường ấy là lúc mà anh thức dậy Trong cái lúc mà anh chạy bộ, anh chạy bộ mỗi ngày ấy, Thì trong cái lúc mà anh chạy bộ ấy, Và anh nghĩ tại vì mình ngủ nguyên đêm Nó sẽ có nhiều mấy cái câu hỏi mà mình sẽ có Trong cái đầu của cái ngày trước Thì anh không biết đối với anh ấy, Thì uh, bữa tối lúc anh ngủ Thì anh sẽ có nhiều mấy cái câu trả lời Rồi anh cũng không nghĩ đến Nhưng mà lúc mà anh chạy bộ Thì thường mấy cái ý tưởng đó nó sẽ ra cái khó khăn là nhiều khi mình chạy bộ mình không có thể viết xuống được tất cả mấy cái gì mà mình uh, mình mấy cái câu trả lời mà mình có thì anh phải vừa chạy bộ xong là anh phải viết xuống liền tất cả mấy cái đó thì anh biết cái tim của anh uh, phần nhiều là họ sẽ nhận được rất là nhiều nhắn tin của anh buổi sáng là tại thường là anh sẽ có tất cả mấy cái câu hỏi mấy câu trả lời đó cái đó à à, à. thì thường anh anh thì nó là như vậy còn đối với anh anh như là giám đốc sáng tạo nữa thì nó càng khó hơn nữa <laughs> Tương thì uh, ý tưởng thứ nhất là nó đến từ uh, cái bài brief của mình, cái challenge của mình ấy. Trong đó nó đã thực ra nếu mà mình đào sâu nó đã có câu trả lời trong cái những cái câu hỏi. Ấy. Ví dụ như slide đưa mình một cái bài toán đi, trong cái bài toán nó sẽ có một phần đó đó câu trả lời rồi. Uh -huh. Thì một phần ý tưởng tôi sẽ đến từ cái brief của khách hàng của mình. Phần thứ hai rất lớn là đến từ team của tôi Trong team của tôi ví dụ như bây giờ đang có 50 người đi, mỗi người trong đó sẽ có một cái góc nhìn khác nhau và những cái góc nhìn đó nó tạo ra một cái ý tưởng mà nó sẽ khác với một team khác là như trong đây sẽ có một bạn trẻ đến từ Bảo Lộc, một người già hơn đến từ Hà Nội, một người khoác du học nước ngoài, tuần Việt Kiều. Tất cả bốn cái góc nhìn đó nó sẽ có những ý tưởng mà một team khác sẽ không replicate được. Ừ. Thì đó là cái nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi ngoài cái brief của khách hàng. Anh có thể chia sẻ về cái brief đầu tiên mà khi mà anh anh lúc mang đến cho anh không? Cái ý tưởng là tạo ra một cái không gian urban là một không gian đó cho những người trong thành phố có một chỗ đến uh, để họ giao lưu giống như một cái hub ấy. Nhưng mà nó được uh, xoay quanh education ví dụ như uh, giúp người ta hiểu hơn về lifestyle cách raise con hay là sống healthy đó thì đó là cái uh, nếu tôi nhớ không lầm đó là cái việc giờ tỷ lúc em vào một cái uh, không gian dịch vụ khách hàng á ừ. thì thực ra nó rất là giống nhau không nó sẽ có mấy cái ghế ngồi rồi nó sẽ có một cái quầy rồi mình... thường mình tới lấy cái số uh, tới phiên của mình thì mình tới quầy thì mình ừ. uh, công ty sẽ giúp mình để để lo dịch vụ thì ừ. uh, lúc đó hồi 2012 mới muốn là thay đổi cái concept đó hoàn toàn luôn thành năm mình cũng cần là một cái không gian rất là relaxing cho mình rất là nhiều cảm hứng cái dịch vụ rất là nhẹ nhàng mình tới là mình người của công ty sẽ đến chứ không phải là mình phải sắp hàng để được dịch vụ nhưng mà giờ mình muốn một 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 cái nó hơn nữa là một cái gì nó có về văn hóa về nghệ thuật và nó đem tới ý nghĩa cho khách hàng. Lúc nãy thì anh cũng nói bảo là nó khó từ những cái việc như cái kiểu đặt tên. Ở đây thì uh, em xem là đúng là hai cái tên nó khá là khó mà đặc biệt là đối với cả người Việt Nam chẳng hạn mà không đi nước ngoài không biết là đọc như thế nào. Yeah. Thì uh, tại sao De La so? nó là ý nghĩa như thế nào? Anh nghĩ De La so là cái De La bằng tiếng Tây Ban Nha là giống như off, OF o, là ừ. về cái gì đó. Thì so bằng tiếng Pháp mình làm cho sunlight sun là mặt trời thì tiếng pháp sun là sole uh -huh. thì so là chỉ viết tắt của uh, sole thôi uh, thành ra về Sun life, về mặt trời, uh, Soul nó cũng có cái ý nghĩa là uh, giống như nốt nhạc Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Soul là một cái nốt nhạc thì, ừ. thì mình muốn rất là muốn tập trung về nghệ thuật và văn hóa, thành ra mình có một cái element của nhạc ở trong trọng uh, và Soul bằng tiếng Pháp là giống như cái cái ground một cái nền ừ. thì mình muốn tạo ra một cái nền để cho tài năng Việt Nam có cái chỗ để có thể trình bày tất cả mấy cái uh, artwork của họ đã tạo ra một cái nền thành ra cái cái Delasso nó có mấy cái ý nghĩa như vậy ừ. uh. cái Delasso của mình thì liệu hồi đó có phải là là cái rủi ro tại vì đối với cả người Việt Nam ấy thì cái nghệ thuật đôi khi không phải là phát triển như ở các nước khác như kiểu là bên Pháp hoặc là bên Canada thì ở Việt Nam cũng khá là mới và cái 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 cộng đồng mà có thể theo đuổi và quan tâm thì nó cũng khá là ít thì không biết là lúc đấy các anh có cân nhắc cái việc là nó là liệu có phải rủi ro cao hơn không? Anh 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 là người tài chính, thành ra lúc mà anh quyết định cái gì anh sẽ luôn luôn coi về cái phần mà cái scenario mà tệ nhất có thể nếu ừ. mà nó xảy ra thì mình có thể sống với nó hay không? Nếu mà câu trả lời của anh là anh sống được với cái scenario tệ nhất ừ. thì anh sẽ đi hết mình đi tới. thì trong cái này dĩ nhiên mình phải luôn luôn xem tất cả rủi ro hết và anh thấy là cái tệ nhất là anh sống được thì mình đi hết mình chỉ cái đó thì nghệ thuật văn hóa nó có quá là uh, rủi ro hay không thì lúc mà mình nhìn một cái triển lãm mà mình làm mà uh, tất cả sắp hàng nguyên trên đường Pasteur để vào tới hay là mình làm cái triển lãm trong lúc triển lãm nó là trong mấy cái uh, search nhiều nhất trên TikTok thì mình mới thấy là không anh anh nghĩ là ở việt nam mình nó tới cái lúc mà mình cần cái gì mình cần cái nghệ thuật mình cần cái văn hóa mình cần cái gì mà nó có cái ý nghĩa cái chiều sâu ừ. là một phần tôi thấy uh, miro cảm giác nó là một cái rủi ro ấy, là vì nó thiếu những cái chỗ mà cho nghệ sĩ hay cộng đồng sáng tạo ở việt nam có sân chơi thực ra trước đó vẫn có cộng đồng đó chỉ là ừ. mình không thấy thôi cho nên là khi mà mình làm một cái không gian như thế này mình đang giúp cái cộng đồng nó đi lên mặt bề nổi cho nên ừ. tôi thấy nó không phải là cái rủi ro bây giờ đi về cái headquarter của Sun Life nó cũng là Y Lounge cũng là một cái sản phẩm rất là đặc biệt và đồng thời cũng là khó, rất là khó khó hình dung đối với cả các công ty mà 150 năm như yeah. là Sun Life mà đồng ý làm một cái văn phòng như vậy thì liệu cái đó nó có khó để mình đưa vào và để thuyết phục một công ty 150 năm họ đồng ý để có một cái văn phòng như vậy không? Chắc giải <laughs> dạ, dạ thích trước nhất cái tên đi cái tên yeah. White Lounge là y dài vì nó là cái headquarter của Sun Life ở Việt Nam thành ra tất cả quyết định nó sẽ bắt đầu từ ở cái nơi đó thì đối với anh nó rất là quan trọng là tất cả nhân viên ở Sun Life mình gọi là tia sáng tất cả tia sáng của Sun Life phải hiểu được <laughs> không phải cái cách làm mà phải hiểu được tại sao mình làm cái gì mình làm Thành uh -huh. ra cái why Là nó thế cho cái Câu hỏi why Mình phải hiểu được tại sao mình làm cái gì mình làm Và cái số 2 nó y dài bằng tiếng Việt của mình là Ý tưởng Và ý nghĩa Mình phải có ý tưởng Và mình làm cái gì nó phải có ý nghĩa uh -huh. Thành ra Cái đó là Lý do tại sao mình gọi cái Head office của lại Việt Nam là Why Lounge Lúc mày có hỏi là À uh đặt ra một câu hỏi khi mà ví dụ em là một công ty sản xuất truyền thống mà bây giờ muốn cũng làm một số những cái thứ đổi mới sáng tạo như thế này thì yeah. làm sao mà có thể một bên như em mà mới vào mà muốn kết hợp thì phải làm như thế nào? Yeah. Thực ra đối với tương thì uh, industry không quan trọng, ngành không quan trọng, quan trọng là cái leader và cái vision của họ. Họ có thể làm trong một cái lĩnh vực rất là cool ví dụ như là phim ảnh đi, nhưng cái vision của họ nó rất là thị trường thì cũng sẽ không hợp. Uh -huh. Còn mà nếu mà họ làm kiểu uh, sản xuất banh đi nếu cái vision họ nó khu cool thì mình vẫn có thể làm được anh anh hoàn toàn nghĩ là phải cần có cái chemistry mới làm được mà không phải là với một cái người partner về sáng tạo creative agency nhưng mà anh nghĩ từ một người sếp một người nhân viên đối tác anh nghĩ nó phải cần có cái chemistry có cái chemistry thì nó mới có cái lửa để cho hai bên cộng lại nó mới thành hơn cái 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 cá nhân của mỗi người Ừ. khi mà wine lounge mà khi mà em xem ảnh ấy, thì nó là một cái không gian rất là mở nó rất là thoải mái nhưng mà cái công việc bảo hiểm nhân thọ ấy, thì nó là những cái rất là bền vững nó lâu dài nó phải là đảm bảo nó an toàn thì liệu hai cái này nó khớp lại với nhau thì đối với cả nhân viên thì liệu họ có cái mindset của họ nó có khớp với cả cái cái lĩnh vực công việc của mình hay không nó cũng giữ được tất cả mấy cái điểm mà Myro nói uh, nhưng mà cái mà mình mình đem tới nữa là cái mà cái connection của mình có với nhau cái cách mà mình sẽ có cái open mind lúc mà nó mở rộng ra hết à, giống như anh hồi hai năm trước đó, cái văn phòng của Sun Life là ở cái tòa nhà của Vietcombank ở lầu 30 ừ. à, với 29 thì nhìn ra sông của Sài Gòn một cái view anh nghĩ khó có thể có một cái view đẹp hơn cái đó thì cái phòng của anh nó là ở trong cái đó và nó cái cửa đóng lại ừ. nhưng mà có khoảng hai tháng sau là anh quyết định là anh sẽ không có ngồi trong cái phòng đó và cái phòng đó nó sẽ thành là cái phòng họp anh sẽ ra ngồi ở ngoài chung với tất cả hết ừ. và anh nói nguyên cái leadership team của anh cũng vậy luôn trả lại phòng của mình phòng của mình sẽ thành phòng họp và tất cả sẽ ra ngồi ở ngoài và nó không có cái chỗ nào của mình hết. Bữa sáng đó vào chỗ nào trống thì mình ngồi. Thành ra ừ. một bữa sáng anh có thể ngồi kế bên một người và tới cuối ngày anh ấy biết người đó là intern. Đối với anh cái connection nó rất 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 là quan trọng thành ra ừ. lúc mình tạo ra được mấy cái không gian này nó sẽ tạo ra được mấy cái connection. Thì không biết là liệu mấy cái việc mà thay đổi như thế này thì nó nó đang là country specific hay là liệu nó sẽ phải nó qua những cái process nội bộ. À, anh nghĩ mấy cái đó thì nó sẽ là cái quyết định của một cái người leader. À, tại mình sẽ trách nhiệm về cái kết quả thì mình sẽ trách nhiệm về cái cách làm để ra mấy cái kết quả đó luôn thì anh nghĩ cái hay lúc mà mình làm cho một cái tập đoàn mình phải làm một cái tập đoàn mà sẽ cho mình đủ cái cái space để mình mình uh, mình có thể làm ra được một cái operation một cái business cho nó thành công được uh, ừ. và nó phải có cái hộp anh nghĩ rất rất là quan trọng mình làm cái gì nó cũng phải có một cái hộ một cái đam mê trong chậm uh, thì mình phải cần có cái sân chơi cho 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 ừ. cái đó. anh Tuân thì em đang hình dung là anh là một con người là anh sẽ không follow cái account công ty nhưng mà anh sẽ follow con người thì không biết là tại vì luôn luôn anh như nghe cái câu chuyện đầu tiên mà khi các anh gặp nhau ấy thì hơi lạnh nhạt nó không không có tin tưởng vì không không nhất thiết là vì công ty to đến gặp yeah. mình mình sẽ gặp thì không biết là liệu từ góc độ của anh mà về mặt business thì anh cái ví dụ như cái account management thì mình sẽ theo đuổi công ty thì không biết là bên anh thì có phải đúng là anh sẽ theo đuổi con người được không? cái cái câu này cái câu hỏi này hơi khó là vì nó nó có rất nhiều câu trả lời. Thứ nhất là phải tua lui một tí là trước khi về Việt Nam á làm việc ở Dubai uh, ở một cái công ty rất là lớn top 4 advertising agency TBWA. Thì tuân rất quen làm việc với công ty lớn và uh, sếp lớn CEO nhiều người còn là hoàng tộc của ở Dubai ừ. Cho nên cái việc mà công ty lớn hay là người lớn đối với họ không nó không quan trọng lắm Tuân quyết định về Việt Nam để mở một cái quán cà phê <laughs> Lúc đó năm 26 tuổi thôi ừ. Thì đối với tuân công ty không quan trọng Người uh, title cũng không quan trọng Tuân chỉ quan trọng họ muốn làm cái gì thôi Cái vision họ là như thế nào Thì đó là góc nhìn của tuân nha Còn về công ty The Lab á, Có nguyên một bộ phận để take care khách hàng, account management ừ. Ừ. Nhưng mà riêng tuân không có đi gặp khách hàng Ừ. tôi chỉ lo uh, creative team thôi anh lúc là một trong uh, CEO duy nhất mà tôi gặp ở ngoài đời tại sao lúc đầu anh nghĩ là là scam rồi là hay bảo <laughs> lần <nhiều cười> không gặp mà lại vẫn là duy nhất <cười> <cười> là vì uh, cái 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 reputation của bảo hiểm hồi xưa nó ấy oh, nhất đối với tôi nghe, nó nó không có được tốt đấy, ừ. thời 2013 uh, đi vào một cái văn phòng hay là đi ngang qua một cái bảng quảng cáo cũng thấy nó rất traditional rồi code calling là mấy cái đó đó à, đấy có thể là lại thêm một câu hỏi ở đây là ví dụ như kiểu là cái maturity của người dùng ở đây hoặc là đối tượng của bảo hiểm nhân thọ ở đây thì ở tại Việt Nam đa số bây giờ Việt năm thấy là họ đang mua các cái sản phẩm là mục đích đầu tư thì bây giờ mà chúng ta cần phải làm cái gì để họ hiểu hơn về cái giá trị của cái bảo hiểm nhân thọ Ví dụ như em anh chưa có nhưng mà em thì cũng có ba bốn cái hợp đồng ấy rồi. Ok. Tự nhiên là ngày xưa cũng hiểu ở bên châu Âu thì là gần như là ai trong gia đình cũng sẽ đều có một bảo hiểm nhân thọ và họ cũng hiểu được cái giá trị và cái cái value của cái việc đó. Yeah. Tuy nhiên ở Việt Nam đây thì chưa hoàn toàn cảm giác là chưa hoàn toàn mọi người sẽ giải thích được ví dụ người mà có hợp đồng chưa hoàn toàn giải thích được cho em đầy đủ là tại sao họ mua cái bảo hiểm đó và đa số nó sẽ pop up là cái investment Thế bây giờ là thông qua những cái việc bọn anh đang làm thì liệu làm thế nào chúng ta educate được mọi người để họ hiểu rõ về cái giá trị và hiểu rõ về cái cái sản phẩm? Anh nghĩ nó sẽ có nhiều chuyện mình phải làm một lượt. Một là mình phải build được cái connection với người Việt Nam. Anh nghĩ cái đó là cái trước nhất. Thì cái mà Sun Life đang làm là mình tạo ra mấy cái mấy cái không gian để mình có thể connect với lại Uh, càng nhiều người Việt Nam càng 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 tốt cái số 2 là mình phải làm sao cho tất cả hiểu được bảo hiểm là gì thì ra bảo hiểm nó rất là rộng tất cả cái gì Mar nói rất là đúng nó cũng là đầu tư nó cũng là bảo vệ nó rất là nhiều ở trong trọng thì uh, mình phải làm sao mà cho tất cả hiểu được cái đó nhưng mà anh nghĩ cái cái quan trọng là ở Việt Nam của mình thay đổi rất là nhiều trong 10 20 năm nay để cho làm sao mà cho tất cả người sẽ hiểu được cái sự quan trọng của bảo hiểm nhanh lẹ hơn và dễ dàng hơn. Hiểu không? Ừ. Giống như ba mẹ của của anh là 10 anh em với nhau thành ra bà bà ngoại, bà nội hay là cái gì, cái bảo hiểm cái bảo vệ của ông bà của anh là 10 người con. Ừ. Nhưng mà thời nay của mình bây giờ ít khi mà mình kiếm ra được người nào mà có 10 người con ừ. hoặc là lớn lên mà cũng sống cùng trong cái đại gia đình, một nhà chung với nhau, mình sống chung một nhà với nhau có chuyện gì xảy ra là một người khác sẽ giúp mình. Ừ. Bây giờ phần nhiều sẽ sống riêng trong căn hộ của mình thì chuyện gì xảy ra ai giúp cho mình? Và ba chục năm nữa mình không có 10 người con để giúp mình, mình có thể một người con hoặc hai người con hoặc không có người con nào hết mà hai người con cũng không đủ để có thể lo cho mình lúc mà mình 30 tuổi ừ. thì nó sẽ tự làm cho mình phải suy nghĩ Vậy ai sẽ giúp mình lúc đó thì lúc đó bảo hiểm tới thì mình sẽ thấy công ty bảo hiểm là đóng cái vai trò để lo cho mình tại bảo hiểm là lo tất cả rủi ro cho mình không? Ừ. giống như mẹ của anh hồi bốn mươi mấy năm trước lúc mà từ ở việt nam đâu có bảo hiểm đâu dọn qua Canada một cái lúc đó chỉ có ba mẹ anh với ba người con không có tiền ba mẹ anh mỗi người phải làm hai công việc mới đủ tiền để sống thì tự nhiên cái suy nghĩ của mẹ anh thay đổi liền tức khác phải có bảo hiểm hmm. Miro biết lúc đó là vừa đủ tiền để trả tiền nhà tiền ăn mà mẹ anh sẽ lấy một phần ra để mua bảo hiểm tại mẹ anh hiểu lúc đó là nếu chuyện gì xảy ra cho ba anh hay là mẹ anh thì không cách nào một trong hai người sẽ lo được ba người con đó. thì ừ. luôn phải cần bảo hiểm. Ừ. Thành ra cái cách mà mình thay đổi cái cách mà mình sống nó sẽ giúp mình hiểu cái ý nghĩa của bảo hiểm nhanh hơn. Thành ra anh nghĩ, thì ra nó cũng đã 10 triệu người ở Việt Nam đã có bảo hiểm rồi. Em tưởng tượng ở Hồng Kông có 7 triệu người thôi, ở Việt Nam mình đã 10 triệu người có bảo hiểm rồi. Thành ra nó sẽ đi rất rất là nhanh như anh nói bảo là ở Việt Nam đây có 10 triệu hợp đồng bảo hiểm tuy nhiên là mình là một cái quốc gia gần như 100 triệu người được. dân thì anh đo lường thế nào về cái việc gọi là cái độ maturity của con người Việt Nam hiện tại thì họ đang như thế nào so với cả các nước khác là liệu mình đã nhận thức được cái việc đó hay chưa quốc gia lớn như vậy thì liệu cái số lượng người lớn thì cái maturity cũng đi song song với cái đấy hay không nó sẽ đi dưới cái văn hóa và anh nghĩ cái nước Việt Nam của mình thì nó rất là rộng Uh, nhưng mà nó cũng có nhiều cái khác biệt giữa tỉ Hà Nội với Hồ Chí Minh nó sẽ khác với ở tỉnh nó sẽ khác thành ra nó sẽ đi từ uh, từ có thể thành phố lớn nó sẽ gần với mấy thị trường uh, phát triển hơn rồi từ từ mình sẽ đi với mấy cái uh, uh, tỉnh sau thì ừ. anh nghĩ nó sẽ có mấy cái step của cái một cái evolution của cái ngành bảo hiểm ở ở, ở Việt Nam nếu mà chúng ta nói về nói về cái gọi là cái trigger ấy thì liệu đây thì tất nhiên là một số các cái lĩnh vực họ có thể là tạo ra những cái tình huống Họ có thể trigger được cái việc đó Thì đối với cả ngành này thì liệu mình có cái gì Mình có thể trigger được những cái việc mà họ sẽ hiểu nhanh hơn Anh thì thật ra anh không nghĩ là mình cần tạo ra cái trigger Cái này là một cái đương nhiên nó sẽ tới Tại cái này là một trong mấy cái cần thiết quan trọng nhất Và cái phát triển nó cũng phát triển rất rất là nhanh à, Thành ra anh nghĩ mình tiếp tục làm sao mà cho càng nhiều người có thể connect với mình càng hiểu được ý nghĩa bảo hiểm là nó sẽ tới thôi và thành ra đối với anh nó không cần phải có cái trigger nó đã được cái trigger rồi, nó chỉ cần đi tới thôi Bây giờ câu hỏi là hơi khác, là hơi chuyên môn về mặt bảo hiểm nhân thọ một chút là hiện nay thì tất cả những cái gọi là những cái công ty lớn nhất ở tại Việt Nam thì đa số là công ty nước ngoài và có những cái lịch sử rất lâu năm yeah. Chương trình là Vietnam Innovator thì là cũng phải tạo sân chơi cho các bạn innovator mới nhảy vào lĩnh vực truyền thống chẳng hạn. Thì bây giờ liệu theo cái nhận xét của anh thì liệu các cái công ty mới trẻ liệu có thể nhảy vào một cái lĩnh vực như thế này hay không và những cái rào cản ở đấy thì nó có những cái gì? Anh nghĩ cái lý do mà tại sao là phần nhiều công ty nhân thọ là công ty nước ngoài là tại nó phải có một cái đầu tư rất rất là lớn để có thể xây dựng lên được một cái công ty bảo hiểm nhân thọ ta nghĩ cái đó là cái cái lý do lớn là và Miro sẽ thấy là toàn là tập đoàn lớn không à tại ừ. mình sẽ phải cần đầu tư rất rất là nhiều và ở đây là mình sẽ bảo vệ người Việt Nam của mình không phải năm tới không hay là năm năm tới không mà trong 60 năm trong 70 năm thật ra cái tài chính của một công ty phải rất rất là lớn thành ra bởi vì Miro sẽ thấy là toàn là công ty nước ngoài và tập đoàn lớn thôi tại mình biết là cái tài chính sẽ rất rất là mạnh và công ty sẽ ở đó trong 100 năm nữa không? giống ừ. như Sun Life đã ở đây gần 160 năm thì 160 năm nữa cũng sẽ còn ở đây thì mình người Việt Nam mình cần phải biết cái đó là ừ. cái tài chính rất rất là mạnh thành ra cái đó là cái khó khăn tại sao có thể một công ty ừ. nhỏ startup không có thể làm thành một công ty bảo hiểm nhân thọ được nhưng mà nó có nhiều cách khác để làm nó có thể không có cần làm theo cái kiểu truyền thống giống mình mình biết nhưng mà có thể làm trong một cái cái startup và cái Bua Thai ở Hồng Kông là một cái digital platform không có văn phòng thì tất cả là uh, online hết thì mấy cái đó thì nó sẽ cần mấy cái đầu tư nhẹ hơn uh, thành ra anh mà nói anh nghĩ rất rất là sáng tạo nó sẽ có cái cơ hội cho mấy công ty Việt Nam của mình mấy cái startup để vào ngành bảo hiểm nhân thọ ừ. nếu mà nói về về innovation trong mặt trong ngành uh, sản phẩm trong ngành của uh, bảo hiểm nhân thọ ấy yeah. thì uh, anh có thể có nêu được hai ba điểm innovative ừ. product gì của Sun Được. Anh thì trong dịch vụ khách hàng anh cần phải có cái gì đem cái gì mới cho thị trường trong cái không gian của mình nó phải đem cái gì mới cho thị trường thì chắc chắn là cái chuyện quan trọng nhất của công ty bảo hiểm nhân thọ là cái sản phẩm thì nó cũng phải luôn luôn có một cái gì sáng tạo trong trọng thì anh nghĩ bây giờ là nếu gia tỷ mình khỏe chạy bộ sức khỏe mình tốt rồi thì mình đi khám bác sĩ mình phát hết mấy cái test thì cái phí của mình nó sẽ thấp hơn là cái phí bình thường là cái này là một cái gì mới cho việt nam ờ mình nó đã có ở canada nhiều năm rồi nhưng mà ở việt nam thì chưa có thì anh anh muốn đem cái đó vào việt nam tại một là một cái gì mới tại lâu nay tất cả là một phí hết nhưng mà nếu mình sức khỏe tốt thì mình có thể cái phí của mình nó sẽ thấp hơn từ cái lúc ban đầu mà nó, nó anh nghĩ nó cũng đem nhiều ý nghĩa nó làm cái gì sáng tạo nhưng mà nó cũng ý nghĩa là nó sẽ làm cho tất cả sẽ quan tâm về sức khỏe, không? Ở chủ nhật sáng sẽ chạy bộ nhưng mà mỗi người sẽ có cái quan tâm khác nhau thì một cái mà Sun live đem vào là về bảo hiểm y tế thì nó sẽ có nhiều cái loại y tế thì trước đây là mình một sản phẩm thì mình phải lấy hết tất cả cái phần bảo vệ đó thì bây giờ mình sẽ có cái cơ hội là mình sẽ chia lưỡi có thể uh, nếu Miro cần chỉ là ba cái thôi, thì Miro chỉ lựa ba cái này vô thì nó sẽ thành ra cái sản phẩm cho Miro, chứ ừ. không phải cần lấy tất cả. Hết. đó thì nó sẽ cho mình cái linh hoạt ở trong cái cách mình thiết kế cái sản phẩm cho mình. Ừ. 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 Nếu mà tóm tắt lại thì gần như là nó cá nhân hóa, nghĩa dạ. là bố anh sẽ xây dựng như thiểu puzzle hoặc là Lego, Đúng rồi. là sẽ cá nhân hóa. Giống như ta nói là cái, cái customer segment of one, à, mình ừ. không nói là người từ 35 tới 45 nữa, nhưng mà cái segment này là segment Miro thôi. Không biết là trong thời gian um, tương lai tới gần đây thì liệu bọn anh đang có ấp ủ một cái gì đó mới mẻ nó hay ho hay không. Bên anh rất là excited cho mấy cái tháng tới. Thì bây giờ ở The La Soul Sunlight Flagship là mình đang có cái triển lãm về Botanical Art. Uh -huh. Thì gọi là flora, flora thì rất là hay mà nó rất là niche tại là cách mà mình vẽ về cây và về hoa mà cái này không phải là nó là cái art work không nhưng mà mình sẽ xài cái đó để cho thành là cho science luôn tại nhiều cái mình chụp hình mình sẽ không thấy được cái chi tiết đó, thành ra nó cần cái nghệ thuật là phải vẽ ra được. lúc lúc đầu anh mới suy nghĩ, à ah, mình đem về thì nó sẽ có sẽ có người đến hay không tại nó rất là niche, thấy không? Ừ, ừ. nhưng mà đã mở khoảng 4 bốn năm bữa nay rồi thì người Việt Nam mình sắp hàng để vào, đó thì anh nghĩ cái đó nó rất rất là exciting, đem một cái gì mới vào cái triển lãm của mình. Ừ. nếu mà như vậy thì bây giờ em tưởng tượng là chẳng hạn em mà làm CEO của Sun Life. Rồi thì uh, em suốt ngày sẽ như thế là phải suốt ngày phải đi chỗ này đi trải nghiệm chỗ kia thì mình sẽ mang những ý tưởng đó về nếu mà mình ngồi mỗi nhà không mà mình quản lý một công ty thì chắc là sẽ không không ra được những sản phẩm kiểu này chính xác lúc mà anh anh rất là mê đi du lịch thà lại lúc mà anh đi du lịch anh sẽ luôn luôn sẽ muốn đi mấy cái nơi mà nó sẽ cho anh cảm hứng và thấy được một mấy cái gì mới anh nghĩ cái 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 quan trọng nhất của tất cả cái gì mình làm ở đây ấy, là anh muốn mình đem tất cả cái gì mới khác biệt để cho mấy người ở Việt Nam của mình thấy được tất cả mấy cái đó. Tại mỗi lần mình thấy được một cái gì mới nó sẽ ừ. cho mình ý tưởng mới thì ừ. mình muốn đem cái đó về đây cho càng nhiều người Việt Nam thấy được tất cả cái gì khác biệt. Thành ra bên bên anh sẽ không muốn làm cái gì mà đã làm rồi, ừ. không? giống như ừ. lại anh nói về botanical art thì nó rất rất là niche nhưng mà nó mới, nó làm cho mình có một cái suy nghĩ khác. Không phải là để làm lại botanical art nhưng mà một người mình đi xem cái đó sẽ có một cái ý tưởng khác thì anh ừ. nghĩ cái đó là cái cái hay nhất và cái ý nghĩa của của tất cả cái gì mình làm. Bọn anh nói bảo là nếu mà đi travel thì bọn anh sẽ đến những cái nơi mà cho mình cái nguồn cảm hứng hoặc là để cho mình có những cái idea mới. Bọn anh sẽ lấy cái gì xem ở đâu những cái điểm đấy mình xem ở đâu. Bọn anh dùng cái platform nào hay là dùng cái channel nào để mình sẽ ra một cái list của mình. Em cũng rất là tò mò và quan tâm tại vì ví dụ em cũng hay đi du lịch nhưng mà ừ. rất là khó khăn để mình tìm những cái điểm gọi là good spot nó không phải là top trending đôi khi nó không phải là top trending ở tất cả những những yeah. cái platform này platform nọ nhưng mà bọn anh sẽ tìm ở đâu. Tương thì thực ra rất ít cơ hội để đi travel tại vì nếu mà có thời gian rảnh thì tuong sẽ đi về thăm nhà ở một là LA hay là Paris ở nhà của vợ. Cho nên là mỗi lần mà đi đâu ấy thì uh, thực ra nó không phải là đi kiếm cảm hứng luôn ấy, nó giống như là để uh, relax hay là tune tune out thôi, đúng rất ít nghĩ về công việc. Còn cái lúc mà đi kiếm cảm hứng về công việc thực ra là tuong kiếm xung quanh cộng đồng ở đây. Tại vì mình không đi đến nói chuyện với họ, mình nghĩ là họ không có idea hay là ở Việt Nam không có những cái ý tưởng đó. Tuy nhiên mình chỉ cần nói chuyện với họ, biết những cái work họ làm, mình collaborate với nhau nó sẽ ra những thứ rất là hay ho. Đôi khi nước ngoài cũng chưa có. Thì uh -huh. Uh -huh. tôi kiếm cảm hứng từ local nhiều hơn là nước ngoài. Với anh nghĩ một cái hay nữa là dĩ nhiên lúc mình đi du lịch thì mình sẽ thấy được rất là nhiều cách làm khác nhau hay là gì. Nhưng mà cho anh đó, một cái cảm hứng rất là lớn đó là mình nhìn mấy cái uh, industry khác ừ. Ừ. và mình thấy được mấy cái sáng tạo của industry khác nhiều khi mình không nghĩ uh, là nó sẽ applicable cho cái ngành bảo bảo hiểm mà sự thật ra rất là hay thường mấy cái sáng tạo là nó có rồi mình chỉ đem cái đó vào vô cái ngành của mình thì nó sẽ thành ra một 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 cái sáng tạo rất là cảm ơn các anh đã dành thời gian đến chia sẻ với cả Vietnam Innovator đúng là ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với em tại vì là cũng đã nói chuyện rất là nhiều với cả các công ty bảo hiểm nhân thọ rồi nhưng mà chưa có buổi nào mà mình cảm thấy nó nó mới nó fresh <laughs> nó nó rất là gọi là có cảm giác là nó không phải quá xa lạ và nó không bị quá cổng cảnh như như yeah. mình tưởng à, rất là ủng hộ những cái việc mà các anh đang làm và rất là sẽ tiếp tục theo dõi những cái sản phẩm mới và sáng tạo mới của các anh. Yeah. Yeah. Cảm ơn Cảm ơn rất nhiều. Năm 1865, tập đoàn Sunlight được thành lập, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên rực rỡ trong việc cung cấp các giải pháp thông minh, giúp khách hàng an toàn tài chính trọn đời và sống khỏe mạnh hơn. Xuyên suốt lịch sử hoạt động, chúng tôi liên tục hoàn thiện và phát triển nhằm mang đến sự bảo vệ cho hàng triệu gia đình trên khắp thế giới. Kết quả, tập đoàn Sunlight toàn cầu liên tiếp trong nhiều năm liền được ghi nhận trong top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất thế giới. Tại thị trường Việt Nam, Sun Life chính thức trở thành công ty 100% vốn nước ngoài vào năm 2016 và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Chỉ trong một năm 2021, Sun Life Việt Nam từ vị trí 13 vươn lên vị trí thứ 7 về doanh thu phí bảo hiểm mới và vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá cả trong nước lẫn quốc tế. Đây là kết quả của cam kết đầu tư tài chính mạnh mẽ từ Sun lai toàn cầu cùng sự đồng hành của các đối tác chiến lược. Và đặc biệt là lòng đam mê, sự sáng tạo của các tia sáng Sun Việt Nam trên hành trình vững tin đi theo ánh mặt trời. Bước vào trường mới, nhằm tìm lối đi riêng, Sun lai đã chọn và đưa văn hóa nghệ thuật vào các hoạt động trong doanh nghiệp nhằm mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách hàng và cộng đồng. Bởi những yếu tố này luôn là sợi dây kết nối tâm hồn và tạo nên cảm xúc thăng hoa cho người thưởng thức. Mỗi ngày là một cơ hội để hoàn thiện. Chúng tôi chọn hôm nay để làm cho cuộc sống của hàng triệu gia đình Việt Nam tươi sáng hơn.